Nấm xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Nấm đang có mặt ở phòng mail hay là gọi phòng giống ấy. Cái này là mail bà Nguyễn Sám 60 ngày nha. Nấm thì làm chiêm là 60 ngày. Thì trước mắt mọi người thì có rất là nhiều lô. Có lô thì hôm nay xuất xưởng, có lô thì vài hôm nữa mới xuất xưởng. Rồi có lô thì đem ra cấy. Như vậy thì trong cái quá trình mà Nấm bán mail cho khách thì nó gặp vài cái câu hỏi mà cũng khá là khó trả lời. Thì hôm nay sẵn chia sẻ với mọi người luôn những cái mà nó nghĩ và nó trả lời như thế, thì mong mọi người góp ý. Và lời đầu tiên thì nó cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng, tất cả mọi người đã theo dõi cái kênh YouTube của nó. Rồi bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề nha. Có những khách mới á hỏi, khách cũ thì quen rồi không sao, nhưng mà khách mới hỏi thì Nấm ơi, bây giờ mail của Nấm có chất lượng hay không, rồi làm sao để biết mail nó chất lượng? Như vậy thì bây giờ thì trả lời kiểu sao, đúng không? Bây giờ Nấm nói là mail của Nấm là rất là chất lượng. Như vậy chất lượng của Nấm là chất lượng thế nào, đúng không, so với người ta? Rồi không lẽ giờ Nấm mail của bên Nấm không có chất lượng thì ai dám mua, đúng không? Như vậy thì để giải quyết như cái vấn đề này thì Nấm nói tùy vào cái chất lượng mà mọi người cảm nhận nó như thế nào. Tức là mình muốn cái gì, được cái mà mình mong muốn thì mình đó gọi là chất lượng. Vì chất lượng nó xét về nhiều cái yếu tố và khía cạnh lắm. Như vậy thì Nấm sẽ chia sẻ mọi người vài vấn đề như thế này này. Đầu tiên, nói về mail chất lượng thì chúng ta phải xài thử mới biết, đúng không? Và khi xài thử mua về thì chúng ta sẽ nhìn nhận này. Thứ nhất, tơ, đường tơ bung mạnh đều đẹp trắng đấy, là đó chỉ là cái nhìn nhận ban đầu thôi. Chứ không phải là nhìn, đó là nhìn nhận. Còn khi mình vô mình thực chiến rồi mình biết, bắt đầu là khi mình nhìn nhận được thì chúng ta đem ra sản xuất cấy ra phôi. Như vậy phôi thì cấy ra theo đúng mong muốn nè. Ví dụ mình muốn là đối với những anh em trường hợp bán phôi nè, mong muốn của mình là gì? Tơ chạy đẹp, giao cho khách, khách trồng, nắm ra có năng suất, đúng không? Như vậy khi mà hoàn thành được những cái yếu tố đó thì mình gọi là chất lượng rồi. Còn có những khách ấy, thì yêu cầu là nắm ra màu này, màu kia, màu đậm, màu nhạt, chân lớn, chân nhỏ. Mà khi mình hài lòng được những cái yếu tố đó thì mình gọi đó là chất lượng. Như vậy để có những cái chất lượng đó thì Nấm sẽ chia sẻ mọi người. Thứ nhất, các cái yếu tố để hình thành chúng ta phải kiểm soát được tốt cái quá trình sản xuất. Bây giờ ví dụ như bây giờ Nấm làm mail, Nấm bán này, Nấm kiểm soát hệ thống đầy đủ hết, ok, hấp chuẩn cấy, đồ tơ đẹp dao. Nhưng mà mọi người làm phôi, mọi người có kiểm soát được quá trình sản xuất phôi hay không? Nếu kiểm soát tốt thì hai mail tốt đưa qua bên kia tốt thì hai cái tốt tác động với nhau, hai tốt mà, xong rồi bán cho khách hay là mình tự trồng chăm sóc tốt nữa, ba cái tốt gộp lại thì như vậy ra một cái sản phẩm cực tốt đó. Còn nếu Nấm bán cái đầy tốt mà mọi người sản xuất không tốt, người trồng không tốt, nói chung là chỉ trên lệch ba người mà không tốt, có một người xấu thì là không, kết quả có khi là không tốt, phải không? Đấy, nhưng mà vậy thì cái câu chuyện mà Nấm chia sẻ mọi người chất lượng là như thế. Nhìn ban đầu thấy nó ok, đem ra làm thấy nó ok, hài lòng với chính cái mà mình đã xác định được ban đầu thì đó mình gọi là chất lượng. Rồi thì ở đây á, nó nói chung là Nấm bán mail là bán phôi là cũng hầu như là gọi là chuyên nghiệp rồi đó. Bán phôi mười mấy năm rồi mà, thì cũng mail bán rồi tư vấn cho khách rất là nhiều. Đây, những cái lô này là những cái lô là đem ra cấy được rồi nè mọi người, cấy được rồi nè. Do Nấm quay là Nấm ở trong cái phòng nên hơi tối, Nấm bật đèn lát nên nhiều khi cái ánh sáng cũng như là cái hình ảnh nó cũng không được sắc nét cho lắm so với quay ở ngoài ánh sáng tự nhiên. Rồi cái đây thì vừa mới cái chạm thôi, Nấm cấy vào ngày 5 tháng 5 này. Cái này là ngày 20 này. Mới cái nửa tháng này. Nay 19 nha, nay ngày 19. Như vậy thì nó như thế này.
Có những cái thì đã hơi cái được rồi. Có những khách hàng thì muốn mua về cái non tí cũng được, hoặc là để cho nó già thêm tí cái cho nó đảm bảo. Còn quá trình làm ấy, thì tùy tùy vào mỗi xưởng có mỗi cái quy trình sản xuất khác nhau, chứ không không thể nào mà áp dụng cố định một cái được, trừ khi những ai mà chưa có kinh nghiệm ấy, thì Nam chia sẻ thêm. Ví dụ như những anh chị em nào mà mới ra sản xuất chưa có kinh nghiệm ấy, thì mình hỏi những cái người mình chỗ mua meo này, họ làm ra cái meo rồi họ chia sẻ thêm cái quy trình, cái cách làm như thế nào, vì họ đẻ ra cái con của họ mà, họ họ hiểu được một phần. Bây giờ nè mọi người, tôi làm meo như thế, giờ anh làm phôi á, thì anh nếu mà anh có kinh nghiệm thì anh tự sản xuất rồi cứ ok giờ mình làm. Còn nếu mà chưa có kinh nghiệm á, thì tôi chia sẻ thêm là làm cái meo của tôi là làm phôi như thế, bỏ bao nhiêu dinh dưỡng, cách trộn cách đảo sao để cho giữa hai bên thống nhất làm ra một cái sản phẩm tốt nhất. Còn nếu mà mọi người mà muốn có nhã ý mà để làm mọi là muốn thành công nhanh luôn á, thì mình có thể là mua cái công thức, mua cái quy trình sản xuất luôn. Đây là ngày 6, 6 tháng mấy, anh đây là anh chưa. Còn cái máy anh này thì còn tí xíu này. Anh này kính rồi này. Rồi, ngày 5. Không, hai ngày mà tại sao mọi người sẽ nhìn thấy nha. Nó hơi khác một tí nha. Tại sao trên đây ngày 6 với ngày 5 ở trên lệch có một ngày thôi, mà sao anh này lại lại nhìn có vẻ anh trắng trẻo, anh đẹp trai hơn, là tại vì anh này cái buổi sáng ngày 5 nhưng anh đây buổi tối ngày 6 lận nha. Đấy. Ví dụ sáng ngày 5, sáng ngày 6 nó khác, nhưng mà sáng ngày 5 với tối nó có hơi trên lệch một tí đó nha. Rồi, như vậy thì nãy giờ thì Nấm cũng có trao đổi với mọi người vài cái vấn đề rồi. Thì như vậy thì mọi người có những có cái gì mà góp ý á, thì comment ở bên dưới để Nấm rút kinh nghiệm, cũng như là làm các cái sản phẩm sau này nó tốt hơn bây giờ. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Mấy cái giấy đây nè, bữa Nấm hết giấy báo á, lấy giấy vỡ bụt, giấy nào nói chung giấy nào cũng được hết đó, giấy báo thì nó tốt hơn nha. Tại sao giấy báo nó mỏng hơn, rồi giấy báo nó nhìn nó có vẻ nó hấp dẫn hơn vì cái màu của nó. Chứ còn cái giấy vỡ này, mình buộc hoặc là các cái giấy ăn á, nó sẽ bị nhiễm cái màu này, đây nó khô này, nhiều khi nó bị ấy, nó xấu, nó xấu. Thực ra nó cũng chả cái gì hết, chẳng qua cái bông mình hấp nó hơi yếu tí, nó rỉ ra xấu. Còn cái giấy báo nó đã sẫm màu sẵn rồi. Đó là cái vấn đề mà Nấm chia sẻ với mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.